Chào anh, em là Linh, nhân viên của Viva Vivu. Giám đốc Hay đúng là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, quả như lời đồn. Ngượng mồm thế nhở? Tên giám đốc Sang đáng ghét, cố tình trả thù mình chuyện hôm trước. Hắn dê mình, bị mình làm cho một trận đây mà. Làm thế nào để tên tổng tài đáng ghét đó ký hợp đồng đây? Nghe nói là tài phiệt đời thứ ba hãm. Khó tính lắm. Ôi, ai cứu vớt sự nghiệp của tôi đây? Chào anh. Không được, anh ta mà biết mình tới đây chắc chắn sẽ mách với tên tổng tài hắc ám đó. Cô tới đây làm gì? Tôi tới để tìm tổng giám đốc của anh để ký hợp đồng. Cô đến tìm tôi hả? Chẳng lẽ anh là tổng giám đốc của Hay Online á? Chính xác. Tôi chính là tên tổng tài đáng ghét mà cô nói đấy. Thôi xong rồi Linh ơi. Không ký được hợp đồng á? Tôi đã nói với cô như thế nào rồi? Nếu như lần này ấy, cô không ký được hợp đồng với cả Hay Online ấy, thì 2 tháng thử việc của cô á coi như mất. Mau dọn đồ ra khỏi công ty đi. Nhưng mà thưa giám đốc, em không phục ạ. Anh biết thừa là tổng giám đốc Hay Online rất là khó tính, vậy mà anh lại giao việc đó cho nhân viên mới như em là sao ạ? Cô không phục á? Đúng vậy ạ. Anh làm như thế là dùng việc công trả thù riêng đấy ạ. Cô dám ăn nói với sếp mình như thế à? À, cút, cút ngay. Người phải cút khỏi công ty này chính là anh đây, giám đốc Sang ạ. Tổng giám đốc Phương, anh nói thế là có ý gì ạ? Dạ, alo sếp ạ. Sếp nói cái gì cơ? Công ty chúng ta bắt buộc phải bán lại cho công ty Hay Online ạ? Alo, sếp ơi, sếp. Tổng giám đốc Phương. Lợi dụng chức vụ biển thủ, công quỹ và tài sản riêng, bắt nạt nhân viên cấp dưới và sàm sỡ nhân viên khác giới. Từng đấy lý do, từng đấy thông tin đã đủ để tôi đuổi anh ra khỏi vị trí giám đốc của công ty này chứ? Tổng giám đốc Phương, anh... Còn cô, cứ mà trở đi. Cô sẽ là nhân viên của công ty với vai trò thư ký của tổng giám đốc. Tôi á? Tôi là thư ký tổng giám đốc vậy ạ? Hay là cô chê? Không ạ, tôi rất muốn. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ... Thư ký Linh, rốt cuộc có phải là cô sinh vào giờ vụng về hay không ạ? Em xin lỗi sếp, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ. Mở cửa. Thư ký Linh!
Sao vậy sếp? Chào Kỳ Linh, chạy sao tôi ra? Sếp ơi, thực sự là em cảm thấy rất có lỗi với sếp, nên là em đến đây để xin lỗi. Với cả xem vết thương của sếp có cần băng bó thuốc thang gì không ạ? Thôi, tôi xin cô, đừng làm thế, tôi xin cô đấy. Sếp yên tâm đi, em bị thương suốt nên mấy việc này em thạo. Thôi, chưa để yên thế nào? Tôi không cần, tôi em đã bảo không sao mà. Chuyện gì thế này? Nghe nói là hôn thê của tổng giám đốc đây. Chả trách sao lại xinh đẹp và quyến rũ thế. Tôi nhìn ai mà mê mẩn luôn. Tim con đau quá. Lý, ở đây là công ty đấy. Không, em không muốn có cô gái nào khác có cơ hội đến gần anh ngoài em. Em thật là, anh đã nói với em rồi, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè. Còn việc hôn nhân, đấy là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến anh. Anh Phương, nhưng mà em yêu anh. Nếu như mà em còn cố tình một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không nhìn mặt em đâu. Anh Phương. Linh, vâng thưa sếp. Tại sao lại tránh mặt anh chứ? Đâu có đâu ạ, em đang đứng đây chờ sếp mà. Linh, làm bạn gái của anh nhá. Anh thích em, anh đã không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa rồi. Anh ta có vợ sắp cưới rồi, nhưng đã khiến mình bị cuốn vào anh ta. Suýt chút nữa thì mình đã bị anh ta lừa. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Sếp, em không thể. Tại sao chứ? Em không thích tôi. Em rất ngưỡng mộ sếp, nhưng chỉ với tư cách là nhân viên và sếp, chứ không hề có ý gì cả. Mong sếp đừng hiểu nhầm, chứ không em cũng khó xử lắm. Em xin phép. Chính cô ta là người đã khiến cho mình mất tất cả. Khốn kiếp. Mày nhá, tao mà không lấy được mạng của mày ấy, thì tao sẽ không phải là tao nữa. Sao anh ta lại đi theo mình thế nhỉ? Anh Phương, có ai không? Cứu với, có ai không? Bắt lấy kẻ giết người. Anh Phương, anh tỉnh lại đi, em xin anh ấy. Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế chứ? Tại sao anh lại liều mạng cứu em chứ? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Em còn nhiều chuyện chưa nói với anh mà. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em nguyện làm tất cả, chỉ cần anh không làm sao hết. Anh Phương, anh tỉnh lại đi mà. Anh Phương ơi, anh Phương. Làm cái gì mà bù lu bù lo lên thế hả? Làm anh không nhịn được cười cho đến này. À mà em yêu anh là thật lòng hay là đùa đấy? Nói lại xem nào. Anh lừa em, đáng ghét. Anh có biết em lo như thế nào không hả? Đừng có lừa em nữa, em không tin đâu. Anh đau thật đi à? Em xin lỗi nhá. Chỉ cần có em bên cạnh thì anh không sao hết.
Em đi làm đấy à? Có chuyện gì ấy? À không, anh chỉ muốn tạm biệt em thôi. Em đi làm đây. Thế em đi làm cẩn thận, tối về với anh nhé. Em biết rồi. Này, anh diễn cũng đạt phết đấy nhở? Mày đang nói linh tinh cái gì đấy? Tao diễn cái gì? Anh ý chỉ có mặt được chị Linh thôi, còn lâu mới có mặt được em. Mày biết chuyện gì rồi? Chuyện của anh làm ý, anh tưởng chỉ có trời biết, đất biết, chứ không ai biết à? Rốt cuộc là mày đã biết chuyện gì? Thì cái chuyện... chuyện mà... anh ngoại tình ý! Mày bé bé cái mồm thôi! Bỏ ra anh làm cái gì đấy? Ngạt chết em thì làm sao? Sao mày biết? Thì chuyện gì em muốn, em đều sẽ biết cả. Tao cấm mày nói cho Linh ý. Cô ấy mà biết được ý, là tao với mày chết chắc đấy, biết chưa? Sao? Thế dám làm mà không dám nhận à? Điên à? Nhận tội để không mà bị xử trảm. Thế thì á, ông anh của em quá là kém luôn. Em hỏi thật nhá, nếu bây giờ mà phải lựa chọn giữa chị Linh với cả cô gái kia, anh chọn ai? Trang là một người rất thú vị và mới mẻ. Cô ấy tạo cho tao được cảm giác được trân trọng. Còn Linh, nếu như không phải là vì nhà cô ấy giàu và có địa vị thì anh đã tiến đến với cô Trang luôn chứ gì. Sao mày biết? Này, thế bây giờ nhá, anh có muốn vừa tiến đến được với cô Trang mà lại vừa có cả tài sản của chị Linh không? Mày có cách gì à? Tất nhiên. Cần bao nhiêu? Đúng là anh trai của em, cảm ơn nhé. Alo, tôi nghe. Tôi vừa check mail rồi, tôi sẽ phản hồi lại sớm. Tôi biết rồi. Tâm này, chị đang bận chút việc, em lấy giúp chị cốc nước được không? Không rảnh. Em làm sao đấy? Tâm trạng không tốt à? Không, chỉ là tôi không phải là ô xin để mà chị có quyền sai khiến tôi, thế thôi. Có chuyện gì em có thể nói với chị mà. Tại sao lại nặng lời như thế chứ? Chị chưa bao giờ coi em là ô xin hay gì cả. Em bị làm sao đấy? Chị đừng tưởng chị có tiền, có địa vị mà chị oai nhá. Con bé này hôm nay làm sao nhở? Tự dưng lại trút giận lên đầu mình. Em về rồi nè. Trời mưa to quá. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Có chuyện gì mà trông anh có vẻ căng thẳng thế? Người này là ai? Anh lấy đâu ra tấm hình này đấy? Giữa ban ngày ban mặt hai người dám tình tứ và gần gũi với nhau như thế à? Cô hả dạ lắm hay sao? Anh bị làm sao đấy? Anh ta là đối tác của em mà. Anh ta buồn đi vệ sinh quá nên mới hỏi nhỏ em để em chỉ giúp. Anh nghĩ cái gì vậy? Đối tác suốt ngày đối tác. Đối tác chung giường với cô à? Anh Phương, anh có biết mình đang nói cái gì không? Tôi nói cô là đồ lăng loàn, lại còn không biết xấu hổ à? Hả? Anh nghe đi. Ai cho cô cái thói đã ăn vụng lại còn dám lớn tiếng với chồng như thế à? Anh nói nhiều với các loại người như thế làm gì? Cứ ly hôn đi là xong. Tấm, em nói cái gì đấy? Tôi bảo là anh trai tôi ly hôn chị đi, chứa chấp một cái loại con dâu như chị trong cái nhà này chỉ làm ô uế thêm nhà họ Vũ mà thôi. Em ly hôn đi. Lúc tôi tất bật kiếm tiền thì anh đang làm gì? Lúc tôi dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng một thì anh đang ở đâu? Anh không những không thấu hiểu tôi mà lại còn cho người theo dõi tôi nữa.
Anh hèn đến thế sao? Chẳng lẽ phải chờ đến lúc tôi bắt được cô Trung dừng với hắn ta thì cô dám dừng lại sao? Chị cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đừng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi khinh chị. Được. Anh không tin tôi thì tôi đi. Sao? Tiếc à? Không. Chỉ là anh thấy cái tàn nhẫn. Thôi đi. Anh sắp có hẳn một nửa tài sản của chị ta, lại còn được tiến tới bằng cô Trang kia nữa. Mà nhá, anh không làm diễn viên thì hơi phí luôn. Cái tài diễn xuất của anh hôm trước ấy phải gọi là cực đỉnh luôn. Nhất là cái đoạn mà anh tát chị ta ấy. Ôi dồi ôi, em nghĩ lại thôi ấy mà thấy sướng hết cả người đây này. Cô nói gì cơ? Ơ, sao, sao chị lại đến đây? Không phải là đang đợi thời gian để ra tòa giải quyết à? Tôi nói cho hai người biết, đây là nhà của tôi. Vậy tôi về đây thì có gì mà không được chứ? Nói gì đi chứ? Để cho chị ta lộng ngôn như thế à? Mà thôi, sớm muộn gì thì cả cái căn nhà này cũng chia đôi mà thôi. Kể cả là tài sản của chị. Đến lúc đấy, chị thích làm gì thì làm. Xin chia buồn của các người. Căn nhà này và toàn bộ tài sản của tôi đều không thuộc quyền sở hữu của tôi nữa rồi. Nếu như mà ly hôn, tôi với anh cũng chẳng có gì để chia đâu. Cô nói thế là sao? Trước khi anh em nhà anh kiếm chuyện với tôi thì anh trai tôi đã kịp phát hiện ra anh ngoại tình. Nhưng mà vì trước mặt tôi anh luôn tỏ ra yêu thương nên là tôi để xem anh diễn đến đâu thôi. Thế hóa ra là chị biết trước hết tất cả mọi chuyện rồi á? Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản cho tên anh trai. Tiếc quá, làm anh em có người mình thủ. Ngủ. Xin lỗi chị ca đi. Cũng bị tống cổ ra khỏi căn nhà này à? Hả? Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Chỉ là anh nhất thời hồ đồ. Anh thề, anh hứa, từ giờ trở đi anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa đâu. Linh ơi, thả lỗi cho anh nhá. Anh em các người sẵn sàng tiếp tay nhau để hại tôi như thế, mà anh nghĩ tôi có tin anh được sao? Anh sai. Nhưng tất cả là tại nó. Tại nó dụ dỗ anh, tại nó bày kế cho anh. Chứ thực sự anh không hề muốn mất em đâu Linh ơi. Này, anh đang nói cái gì đấy à? Không phải là vì cái cô Trang gì gì đấy sao anh bỏ tôi về cách? Bây giờ anh còn đổ hết lỗi lên đầu tôi. Anh bị làm sao đấy? Đủ rồi. Tôi cho các người 2 ngày để rời khỏi đây. Nếu không thì anh trai tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy. Thấy chưa? Tham thì thâm. Tại mày đây. Đáng đời anh ý. Con sư tử anh nó đi công tác rồi. Thế là cả tuần này anh được ở với hai mẹ con em rồi. Anh thích nhá. Làm em với hả con đợi lâu ơi là lâu. Mà lúc nào anh cũng chỉ biết vợ của anh thôi. Anh làm thế nào thì làm nhá. Bụng bầu em mà to, bố mẹ em không cho cưới đâu. Anh biết rồi. Anh đang kiếm lý do đây. Phải có được bằng chứng cô ta vi phạm luật hôn nhân gia đình ý. Thì lúc đấy anh mới ôm khối tài sản của cô ta được. Thế chẳng nhẽ em muốn anh ra đi tay trắng à? Em không muốn biết đâu. Được rồi, anh đang tính như thế này. Đợi đến khi cô ta đi công tác về
anh sẽ cho người dựng hiện trường giả rồi tố giác cô ta tội ngoại tình. Thế là xong. Anh đúng là cao thủ, phải thế chứ. Chuyện vì hai mẹ con em, anh có thể làm tất. Dạ vâng, mai chị hãy đến nhá. Em thấy giữ việc theo giờ đấy à? Chứ sao nữa, anh để em bụng bầu á, phải dọn dẹp à? Thiếp, mẹ bầu khó tính thế. Tại vì ai mà em khó tính? Anh có hiểu cảm giác nhá, em bụng mang dạ chửa như thế này, phải chịu cảnh chồng mình ôm ấp ngủ với người khác. Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi hai mẹ con em được chưa? Thế bây giờ anh dắt hai mẹ con đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Dù gì anh cũng ở với hai mẹ con em cả tuần mà. Nào, thế bây giờ thích ăn cái gì? Con nó bảo thích ăn lòng xào dưa. Lòng xào dưa à? Ít lòng nhiều dưa. Thế lại đưa hai mẹ con đi ăn lòng xào dưa nhé. Dạ. Đi. Chị đến rồi đấy à? Ừ, thấy cứ như cũ mà làm nhá. Tôi ra ngoài có tí việc. Vâng ạ. À, chồng tôi đang ngủ ấy. Chị dọn dẹp phòng khách trước đi. Còn phòng tôi ấy, dọn sau cũng được. Thế nhá, tôi đi đây. Cô đến để dọn phòng à? Cứ tự nhiên nhé. À mà cô có biết Ly đâu không nhỉ? Chị ấy bảo chị ấy có việc bận nên đi ra ngoài rồi ạ. À, thế à? Mà này, Ly trả cho cô là bao nhiêu tiền một buổi nhỉ? 200 ạ. 200 à? Làm cái gì đấy? Ly đi ra ngoài rồi. Em chịu khó chơi anh một tí đi. Anh trả cho em hẳn 1 triệu bằng tiền lương em đi làm cả tuần đấy. Chẳng phải hai người thì cô ta đang bầu bí thế kia, có làm ăn khỉ được gì đâu. Của lạ là của ngon mà. 2 triệu em thấy sao hả? Này, hai người làm cái trò gì đấy hả? Việc thôi. Mà hôm nay anh có phải đi làm không? Anh có chứ. Ngày nào mà chẳng phải đi. Đợt này ông sếp đang bắt tăng ca. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi này. Hay là anh về công ty em làm đi. Dù gì cũng là công ty gia đình, đỡ áp lực hơn. Thôi, anh không về công ty em làm đâu. Nhỡ nhân viên nói ra nói vào là anh là đồ ăn bám thì không hay, anh không thích.
Thế thôi, vậy anh cố làm tốt công việc của mình đi nhá. Mà em ý, em nên để ý bản thân một chút đi chứ. Dạo này ý, anh thấy em là gầy đi nhiều đấy. Đừng có tham không tiếc việc quá làm gì cả. Anh xót, biết chưa? Em biết rồi mà. À mà vợ này, hiện tại thì anh đang có một cái dự án cần đầu tư với thằng Tuấn. Cái dự án này cũng uy tín lắm, nhưng mà hiện tại anh đang thiếu vốn. Hay em có thể cho anh vay được không? Dự án gì mà sao em không thấy anh Tuấn nói gì với em nhỉ? Thì tối qua nó mới báo với anh xong, nó bảo là cần đầu tư gấp. Nếu mà em không tin thì anh gọi cho nó. Em tin anh mà. Thế anh cần bao nhiêu tiền? Chắc là khoảng 2 tỷ. Được rồi, để lát nữa em ra ngân hàng rút tiền cho anh. Cảm ơn em. À, mà thôi, anh đi làm đây. Lát nữa em đi cẩn thận nha. Có gì chứ anh ghé qua công ty em lấy tiền nhá. Anh đi đây. Cậu sắp xếp cho tôi một công việc dọn dẹp tại phòng 304, tòa nhà Star Tower. Ok. Em nghe giải thích đã. Anh còn nghĩ đến việc cho người tiếp cận tôi để tạo hiện trường giả tương ngoại tình, rồi đòi chia đôi tài sản với tôi. Giờ anh bảo nghe anh giải thích, anh nghĩ tôi tin được anh sao? Chúc mừng anh, giờ anh có hạnh phúc mới rồi. Lo mà sống cho tử tế đi. Từ bây giờ anh không cần phải về nhà nữa. Luật sư của tôi sẽ liên lạc với anh để làm thủ tục ly hôn. Hẹn gặp lại anh. Sao lúc nhận cô ta em không xem rõ hồ sơ lý lịch? Cô ta vào được đây, anh nghĩ cô ta không làm giả giấy tờ được chắc? Giờ thì anh tay trắng rồi đấy. Em hiểu không? Đến mùi vợ anh còn không nhận ra. Anh trách tôi không cẩn thận. Hèn. Sao em lại nói như thế? Tôi bảo anh là đồ hèn đấy. Không những hèn, còn tồi nữa. Em... Thôi, anh không đối cô với em nữa. Dù gì chưa có bại lộ rồi. Bây giờ anh chẳng có nơi nào để đi cả. Nhưng mà sau khi ly hôn cô ta thì anh sẽ được đường đường chính chính đến với em. Anh nói nghe hay lắm. Nhưng anh lấy gì lo cho mẹ con tôi? Anh còn công việc, anh vẫn có thể lo cho hai mẹ con em mà. Ba cái đồng lương ít ỏi đấy á, anh lo cho bản thân anh còn chẳng đủ. Mơ mộng hão huyền à? Em nói thế là sao? Tiến vong. Anh biết là sự xuất hiện của vợ anh đã làm ảnh hưởng đến em. Thế nhưng mà anh vẫn muốn anh cùng em chăm sóc con của chúng mình. Hãy để anh chăm sóc con được không? Con nào của chúng mình? Là sao? Anh nghĩ tôi ngu đến mức để bị dính trưởng à? Tôi còn trẻ, còn đẹp, còn cả tương lai phía trước. Tôi sẽ không an phận thế đâu. Em nói vậy tức là em đang lừa anh hả? Bây giờ anh hết giá trị lợi dụng rồi. Về đi, tôi còn kiếm mối khác. Cô... Anh đánh đi. Nhà tôi lắp camera đấy. Có giỏi ấy thì đánh đi. Tôi thật khối hận khi đã tin vào loại người như cô. Alo, anh yêu à? Em nhớ anh em phát ngất đây này. Dạ vâng, thì tối mình gặp nhau ở chỗ cũ nhá. Em sẽ chiều anh như một ông hoàng. Dạ vâng, bye ạ, tối nhá. Vĩnh biệt. Này, bà làm thư ký ha, lại trốn trước phòng giám đốc lại vào khóa cửa cô. Học bà này trông làm gì? Chắc là A-A-O các kiểu trông cái gì nọ. Cô ơi, giật cả mình. Bà là ai đấy? À, tôi
Tôi đến tìm giám đốc. Tôi là Lao Công. Hôm nay tôi đến đây nhận việc. Tôi hỏi tí, cô vừa nói chuyện cô thư ký thế nào? Cái mồm tôi ở đây nó to chết. Đấy nhá, tôi dặn bảo nhá, đã là Lao Công ấy phải lo làm việc của mình thôi, biết chưa? Không được bếp xếp linh tinh, nhất là chuyện của thư ký. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Này, đang trong giờ làm, không đi làm việc đi, đứng đây mà buôn chuyện à? Có thích tôi nhấc cả cụm ra gầm cầu mà buôn không? Dạ em nghe ạ. Này, mà bà ở đâu mọc ra đây? Tôi là Lao Công mới, hôm nay tôi đến để nhận việc cô ạ. Lao Công á? Thế đã dọn phòng của tôi chưa? Tôi quên, tôi chưa dọn, để tôi đi dọn ngay ạ. Hướng này, ba bị lầm cẩm đấy à? Này, tôi nói cho bà biết nhá, 30 phút nữa ấy mà chưa dọn xong, trà nước chưa đủ, nước ngâm chân chưa có, thì cứ liệu có thần hồn với tôi đấy. Dạ, tôi biết rồi ạ. Thế nhưng mà cô ơi, đang trong giờ làm việc mà cũng ngâm chân ạ. Thì sao? Tôi nói cho bà biết nhá, ở cái công ty này ấy, giám đốc tôi còn ăn được, chứ nói gì là ngâm chân. Thôi đi, nhanh lên đi, bớt nói lại. Vâng ạ. Anh yêu à? Sao mà vừa mới gặp anh thôi mà bây giờ đã nhớ thế? Hay là anh lại sang phòng em đi. Bọn nhân viên mà bếp xếp, em phải đi hết luôn. Ghê gớm á. Chỉ ghê gớm mới là em yêu của anh chứ. Chứ hiền hòa như con vợ già của anh cũng có thích đâu. Vâng, thế lát nữa anh qua anh bù cho em nhá. Vâng, yêu anh. Tôi mang ra ngoài, tôi đổ thêm nước lạnh vào. Nhanh lên! May cho bà là chân tôi không bị làm sao đấy nhá. Chân tôi mà bị bỏng một tí thôi, bà có bán cả cái mạng của bà đi cũng không đền nổi đâu. Vâng ạ. Bực kích cả mình! Đồ Lao Công, đã nghèo hay là không được tích sự gì nữa. Alo. Đang bực cái con mụ Lao Công ở chỗ tao. Đã nghèo hèn thì chớ, không được tích sự gì. Mụ đấy á, mày yên tâm. Bạn mày sắp thành đại gia rồi. Mới vớ được một anh giám đốc ấm lắm. Đang mê đang yếu đổ ấy. Tao đang dụ hắn ta mua cho tao cái nhà ở Hồ Tây đây này. Còn lá bộ già U60 của mày đâu? Ui, lão đấy á, nghèo lắm. Mà lão đấy già rồi, ý cậu cũng kém. Tao xin được có mỗi cái xe, chứ lại dằm ba cái túi hiệu thôi nhưng mà. Tại bà đấy, mua đứa nào tôi như thế này. Cô ơi, đây là do cô không cẩn thận làm đổ mà. Bà còn cãi tôi nữa à? Không phải bà cứ lục đài lục đục thì tôi có bị giật mình mà làm đổ trái ra người không? Cô ơi, cô đừng có vô lý như thế chứ. Đổ tội cho người khác ấy là không tốt đâu. Bà dám cãi tôi à? Này, tôi nói cho bà biết nhá, cái bộ đồ này của tôi đắt gấp 10 lần lương của bà đấy. Nhưng bà yên tâm, tôi không bắt bà đền tiền đâu. Tôi chỉ bắt bà quỳ xuống mà xin lỗi, mà lau áo cho tôi thôi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Bà mà không quỳ nhá, tôi bắt cả nhà bà đến đây quỳ đấy. Quỳ xuống, xin lỗi đi. Có chuyện gì mà to tiếng thế hả em? Anh ơi, em bị bắt nạt. Cái bà già này suốt từ sáng đến giờ cứ kiếm chuyện với em ấy. Bà có làm đổ trà lên hết áo em đây này. Sao cơ? Có người dám gây sự với em cơ? Là tôi đấy. Thì làm sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ gì, mẹ nào? Anh bị cáo à? Đây là bà Lao Công mới vào công ty mình mà. Củ cầm mồm, đây là mẹ của tôi đấy. Mẹ á? Cháu chào bác ạ. Cháu không biết bác là mẹ của anh Phương. Cháu xin lỗi bác ạ. Tôi không dám. Tôi ý, là cái kẻ nghèo hèn mạt hạng, còn không đáng để rửa chân cho cô cơ mà. Cái gì? Cô? Anh ơi, anh bình tĩnh đã. Em không biết đấy là mẹ của anh. Bác ấy bảo là Lao Công nên em cứ tưởng là... Mẹ,
sao mẹ lại nhận mình là lao công ạ? Tôi mà không làm như thế, làm sao tôi biết được bộ mặt thật của cô ta và bộ mặt thật của anh nữa? Tôi không nghĩ anh vì cái con tiểu tam không đáng một xu này ấy mà phản bội vợ con hả? Tiện đường vào thăm con trai một tí, rồi lát nữa bảo nó đưa về luôn, đỡ tốn tiền taxi. Anh trả thương em, anh cứ treo em đi, xong một tí nữa anh lại về nhà với vợ anh ấy. Em này, anh thương em nhất mà. Còn vợ của anh làm sao có thể so sánh được với em. Suốt ngày ăn mặc lộn tha lộn thộn, ghê chết đi được. Mà nhá, anh mua cho em biết bao nhiêu là đồ rồi thì em phải ngoan ngoãn nghe lời anh những lúc mà anh ở nhà chứ. Mẹ anh mà biết ý, là anh không còn nhà để mà về đâu. Là thôi, anh đi vào trước đi, anh đi gửi xe nhá. Ừ, anh nhanh lên đấy. Trời ơi, nó làm cái gì thế này? Phải cho con Danh này một trận mới được. Anh ơi, hồ sơ của anh đây ạ. Mấy giờ rồi mà cô mới bác cái mắt đến hả? Lỡ hết việc của tôi rồi. Tại nay anh gọi gấp quá, mà em đang dọn nhà giờ nên là... Mà cô ăn mặc cái kiểu gì đây? Mau lên, đi về nhà. Cô định làm xấu mặt tôi à? Hay sao? Em đang dọn nhà giờ nên... Đi về. Cô về nhà cô chết với tôi. Đã ngoại tình thì còn mắng vợ. Được rồi, tại vì mẹ dạy mày không đến nơi đến chốn đi mà. Thật là xấu. Tôi không hiểu cô đang nghĩ cái gì mà lại ăn mặc như thế này đến công ty của tôi nữa. Em xin lỗi, tại nãy em đang dọn nhà giờ thì anh bật em tài liệu lên công ty gấp. Cô nói được nữa à? Được, được là vợ của giám đốc công ty mà ăn mặc này trông thì tha thách, đầu tóc thì lộn tha lộn thuộn. Cô định làm tôi bối mặt trước các nhân viên và các đối tác đúng không? Em không có ý đó. Nhìn vợ người ta thì thơm tho, nuột nà, còn vợ mình thì... Tôi nói thật nhé, nhân viên ở công ty tôi ăn mặc còn chỉn chu hơn cô nhiều đấy. Này, có cái chuyện gì mà mới về đến nhà là hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ lên thế hả? Mẹ nhìn xem, cô ấy dám ăn mặc cái này đến công ty của con đây, không biết giữ thể diện chồng gì cả. Thằng Phương nó nói đúng rồi đấy, con ăn mặc như thế này người ngoài người ta nhìn vào người ta lại nghĩ là gia đình này bạc đãi, không có tiền để cho con dâu ăn mặc cho nó tử tế. Thằng Phương dù sao nó cũng là tổng giám đốc của một công ty, con không phải là ăn mặc cho con đâu, mà lại còn cả bộ mặt của nó, của cả gia đình này đấy. Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ chú ý. Không bao giờ có lần sau đâu mà để ý. Từ giờ nhé, tôi cấm cô không bao giờ được phép bén mảng đến công ty của tôi nữa, biết chưa? Con ý, ăn mặc phải cho nó đàng hoàng tử tế vào. Con cứ ăn mặc xuề xòa như này, ngay đến mẹ, mẹ còn chán, chứ nói gì đến thằng Phương. Bây giờ mày chọn đi. Một là yên ổn với vợ mày, hai là con tiểu tam này. Thì mẹ, nói gì nói, mẹ cũng phải thông cảm cho con chứ. Mẹ thấy vợ con không? Cô ấy ăn mặc thì xề xòa, lúc nào cũng lộn tha lộn thuộn. Con cảm thấy thật xấu hổ khi mà đi bên cạnh cô ấy. Cầm mẹ, sao mẹ lại thân con ạ? À? Đây, mẹ thử nhìn ngọc con xem. Cô ấy vừa xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Cô ấy xứng đáng ở bên cạnh con gấp 100, 1000 lần vợ con. Câm mồm. Tại sao mày lại dám thốt ra những cái lời như thế nhỉ? Mày vì một cái con bé lẳng lơ chả ra gì như này mà phản bội vợ con. Ngày xưa ấy, khi mày yêu cái Linh ấy, nó cũng có đẹp kém ai đâu. Bây giờ ấy, nó hy sinh cả tuổi thanh xuân của nó cho mày, suốt ngày đầu tắt mặt tối. Thế mà mày lại vì cái con chẳng ra gì như này mày dám phụ bạc nó. Đây, tao sẽ cho mày sáng mắt ra. Tao đang dụ hắn ta mua cho tao cái nhà ở đây này. Còn lão bồ già U60 của mày đâu? Lão đấy á, nghèo lắm. Mà lão đấy ra
xe, nó lại dặm bàn cái túi hiệu thôi mà. Đấy, mày ấy định lấy đĩ về làm vợ à, hả? Cút ạ! Thì ra cô coi tôi là cái mỏ của đào à? Đã thế, cô lại ăn nằm với một thằng giả khác chỉ để kiếm một cái túi hàng hiệu đấy à? Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không phải như thế đâu, anh hiểu lầm. Cầm mồm! Cô nghĩ là tôi sẽ tin lời cối ra từ cô nữa hay sao? Nếu như hôm nay mà không có mẹ tổ đấy, thì cô định biến tôi thành trò đùa đến bao giờ nữa? Anh ơi, anh phải tin em chứ. Em không dám hài lòng đâu, em yêu anh thật mà. Im đi! Cút! Cút ngay! Trước khi mà tôi đòi lại tất cả những gì mà tôi đã cho cô đấy! Đấy! Con thấy chưa? Đàn ông ý thì có thể đi khắp nơi, nhưng mà vẫn còn một nơi để quay về. Đấy là gia đình. Đừng có vì những cái lời ong bướm bên ngoài mà ruồng rẫy vợ con. Đừng có phụ bạc nó như thế chứ. Mẹ, con biết sai rồi. Con hứa sẽ thay đổi mà. Mẹ ơi, bây giờ phải làm cách nào bây giờ? Chứ con không hề muốn mất gia đình đâu ạ. Thôi được rồi, tạm thời mẹ sẽ không nói chuyện này cho cái Linh biết. Với một điều kiện là con phải bỏ ngay những cái thói hư tật xấu như thế này đi. Nếu không ấy thì đừng nhìn mặt mẹ nữa. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mẹ, con đang dọn dẹp mà. Không dọn dẹp gì cả. Vào thay quần áo đi, rồi mẹ đưa đi mua sắm, đi làm đẹp. Chồng kiếm ra nhiều tiền làm gì, phải biết tiêu cho bản thân mình, biết chưa? Nào, đi, vào thay quần áo. Hôm nay mẹ lạ đấy, tự dưng mẹ lại đưa con đi mua sắm làm đẹp là sao ạ? Mẹ sống gần hết 3/4 cuộc đời rồi, mẹ chỉ cầu mong cho hai con được hạnh phúc. Mẹ muốn từ nay con phải thật yêu thương bản thân mình hơn này, chỉn chu với bản thân mình hơn này. Con ạ, không phải cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh là gia đình êm ấm hạnh phúc đâu. Mà con phải làm thế nào ấy cho chồng con biết được giá trị của bản thân con, để nó sợ bị mất. Con dâu của mẹ xinh đẹp thế này cơ mà, tội gì không ăn diện, đúng không? Mẹ, con cảm ơn mẹ ạ. Con biết là mẹ vẫn luôn yêu thương con mà. Thôi, anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cho vợ buồn nhiều. Nhưng từ giờ trở đi, anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương vợ nhiều hơn. Nhưng nếu như mà anh có không làm được thì vợ cứ đánh mắng anh đi, có được không? Từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ cứ để cho anh lo. Còn lại em và mẹ chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là được. Thật ra thời gian qua em cũng đã quá xuề xòa, nhưng mà từ giờ em sẽ chăm chỉ trưng diện làm đẹp hơn. Anh cứ cẩn thận đấy, lo mà giữ vợ đi, biết chưa? Tôi lệnh vợ, anh sẽ giữ vợ thật chặt. Thôi được rồi, mau đi lấy xe đi. Con đưa mẹ con tôi đi shopping. Đi con. Mẹ, vợ, chưa với. Vâng.